Vâng, xin gửi tới cho quý vị và các bạn. Video này là một số các cái cây ở mé trái của cổng ta vào đây ạ. Đây, giới thiệu anh em đây là một cây xanh quê nhá. Có cái thân rất là bệ vệ. Vâng. Cây xanh quê. Đây, cây này như sáng quay rồi đó. Cây to này, anh em này. Cây này của bác Tình Đầu Bạc đúng không? Bác Hạnh, Hạnh đo chút cổ này được 70 này. Vâng. Chiều cao là 85 này. Vâng. Tán rộng là được 1m07 này. Cây này bác kia đang báo là 35 triệu nhá. Quý vị gọi 0399 903128 để thương lượng ạ. Tiếp gửi tới cho quý vị là cây hoa nguyệt quế ạ. Cây hoa nguyệt quế đo chỗ này là hoành 34 này. Vâng. Chiều cao là 40 này. Tàn là 68 này. Cây này báo anh em là 7 triệu rưỡi này. 7,5 triệu. Cây hoa nguyệt quế ạ. Tiếp là cây bàng lá đỏ. Cái bàng lá đỏ này, cây này giới thiệu với anh em là 1 triệu này. 1 triệu. Cây kia 500. Cây kia 500 đúng rồi. Hai cây đấy. Đây cây ruối. Ruối rụt dịt, lùn lực. Cái ruối này giới thiệu với anh em là 2 triệu rưỡi. Cái ruối là khai thác tự nhiên. 2,5 triệu. Một cây ruối tự nhiên rất đẹp, trồng trên cái chậu Đồng Nai. Cao là 27. Vâng. Tàn 30. Hoành chỗ này hoành đại diện được hàng được 22. Ok anh. Một cái đo một cái đây anh em nhá. Vâng. Đo một bên rồi. 2,5 triệu. Tiếp là cây ổi. Cây ổi. Ổi ta đấy. Hoành 20. Cao 30. Cây ổi này 700k, 700.000. Xanh Nam Điền. Cây xanh Nam Điền này. Dáng lão rất đẹp, để tướng lưng gù. Cây này là hoành 65. Cao là 22. Tàn bay 50. Cây này báo anh em là 4 triệu. 4 triệu. Tùng Sibakua. Đây là tình tùng Sibaku. Sibaku. Hôm trước ông là Sibakua, hôm nay là Sibaku. Quanh là 17. Vâng. Cao là 28. Rộng là 40. Giá là 2 triệu. Đây là một cái sung lùn được đẹp quá này. Cây này tôi nhận được đấy. Cây này có cái hoành là 80. Vâng. Cao 40. Rộng 60, cây này báo anh em là 5 triệu. Đây là cái tùng kim cương. Tùng kim cương à? Đài Loan đúng không anh? Ừ. Cây này có cái hoành chỗ này là 32 cm. Cao 60, tàn 80. Cây này báo với anh em là 6 triệu. Đây là cây si. Si trắng hay si búp đỏ này? Đây cây si này là si hồng. Si búp hồng. Cây này là thân nạc này. Hoành đo cả bụi anh em nhá. Ok anh. Hoành đo cả bụi là 64. Cao 50, tàn 60. Cây này báo với anh em là 7 triệu. 7 triệu. Ui, sung. Đây là cây sung. Cây sung này báo với anh em là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Xanh quê đúng không anh? Đây xanh lá móng của bác Thưởng. Lá móng à? Đo chiều cao cho anh em này. Vâng. Cái này như không phải lá móng gì nữa. Cái lá móng, chiều cao là được 1 mét. Vâng. Lá móng zin mà. Mấy bác vừa vặt lá xong nó thế, bác vừa cắt xong nó náo. Cao 1 mét. Tàn là 1m8. Đường kính đo chỗ cổ cho anh em nhé. Đo chỗ cổ cái đường kính như này. Là được khoảng 30 này, đường cổ này. Vâng. Thôi lấy 27 chỗ này rồi. Cái này bác đang báo 30 triệu. 30 triệu quý vị ạ, xanh quê, lá móng.
tường vi bonsai lụt lực. Cây này báo anh em 1 triệu. Rất là đẹp. Cây này mùa hè ra hoa đẹp lắm. 1 triệu quý vị ạ. Nhưng mà làm cái này lâu phết đấy. PC. Vặn từ từ, vặn ghê. Đây xi búp hồng anh em nhá. Chỗ này thân này anh em nó ghép này. Giá cái này anh em đang báo 6 triệu. 6 triệu. Xin lỗi anh em một tí, mình có điện thoại. Alo. Vết này anh em xử lý luôn. Vâng, vâng ạ. Vâng. 6 triệu. Đấy, quý vị kết thì điện thoại cho anh Hiệp 0399. Cho biết vì bác đi nên chỗ cô gái đảm đang còn lối rẽ khoảng 1 cây nữa. Mà bác rẽ tay phải, bác hỏi vào bến phà Thọ An. Bến phà Thọ An. Cây này cũng là cây xanh làm móng quý vị. Bến phà xã Thọ An. À quên, tôi xin lỗi. An não đấy, Thọ An. Cây này là cây hoa tường vi. Từ đấy hoa tường vi nha quý vị nhá. Ở đây từ chỗ này bác cứ hỏi vào bến phà Thọ An. Toàn đường to vào hết, không có đường con, toàn ô tô 5 tấn vào được, toàn đường nhựa hay. Cái này đợi một chút nữa anh hỏi anh Hiệp. Anh Hiệp anh ấy sẽ đánh định vị, sẽ báo giá cho quý vị ạ. Giới thiệu với quý vị đây là cây phi lao. À cây thông. Rồi ôi lẫn lộn lung tung hết cả lên. Cây thông này bao tiền đấy anh Hiệp? Cây thông thì báo anh em là 3 triệu. 3 triệu. Cây tường vi này. Cây tường vi này nó đang rụng lá, không biết anh em chắc không ưng được. Tôi để sang năm cho nó đẹp đi. Kệ. Chừng 1,5 triệu. Nên là giống mùa tường vi là mùa này nó rụng lá, đâm nhìn là nó không như chỉ phải ra Tết ra nó mới nảy mầm mới đẹp. À, thông này là 3 triệu đúng không? 3 triệu. Này một lô xanh ở trong này, phôi xanh Nam Điền. Này. Đây là Nam Điền xịn đấy, lụt lực ruột dịp đấy. Nam Điền xịn đấy. Phôi đấy nha quý vị nhá. Phôi gì nữa, tay tán đẹp thế này, cái phôi hoành lên là 1 mét đây này. Chiếc hoành 1 mét gấu không? Cao là... Ở này nộn thước rồi. Chú Bạch này tiếp rượu, tiếp 40, cao 40, tàn rộng 70. Giá báo anh em là 5 triệu. 5 triệu. Ui dồi ôi, xanh lá móng chín hết quả rồi này. Này nhiều quả thế. Đây là xanh lá móng anh em này, bắt đầu nó vào mùa thu này, nó rụng hết này. Mùa thu lá vàng rơi này. Đây này thì vẫn báo anh em 15 triệu. 15 triệu, đây là cái xanh làm móng nha quý vị nhá. Đấy, quả kín luôn. Ừ. Bên này là cái xanh Nam Điền này. Điền kìa, anh em điền nhìn quê. Điền này nhưng mà anh em đây này, anh em nó cắt ra này, nó cái ngọn nó đẹp, nó cắt ra mấy năm rồi. Vâng. Hoành như này là 21 này. Hoành 21. Cao từ bệ đá lên là 60 này. Rộng là 80, cây này báo anh em 3 triệu rưỡi này. 3,5 triệu. Rồi quý vị ưng thì alo anh Trần Hiệp 0399903128. Đây là cây xanh quê này. Xanh quê nước chảy êm đềm này. Cây này thì báo với anh em là 2 triệu thôi. À, 2 triệu. Mẫu đơn. Rồi cây chốt rồi. Đây cây xanh quê này anh em này. Vòi bạch tuộc. Có hai mấy cái vòi nó như vòi bạch tuộc, thân xuống như bạch tuộc. Lùm trong mấy ông lạ. Nghệ nhân này ông ấy cũng lắm ý tưởng lắm. À. Chẳng biết ông sừng này. Đấy đúng như bạch tuộc này. Cây xanh quê. Cái này ông báo 3 triệu cái bạch tuộc này. Cao 70. Cây bạch tuộc. Rộng 80. 3 triệu. À. Mình gọi là vòi bạch tuộc. Đấy lùi ngã. Xanh Nam Điền. Đây xanh quê. Xanh quê. Đó cho em tí cái cổ ấy nhé. Xanh quê dáng trực hoành. Hoành là 45 chỗ cổ anh em này. Vâng, trực huyền nhưng mà trực hoành. Tán độ là 1 mét này, 1 mét 1 này. Cây này báo anh em 12 triệu. Hay giả. Quê mà gấu phết đấy chứ. Cây sam hương này. À, quý vị nhìn bộ bệ này. Quay thật kỹ cây. Cây sam hương này đo cho anh em chỗ này này, cây này là báo anh em là 700 này. Hoành là 17 này. Cao 35 này. Tàn 35 anh em về anh em vẽ này. 700 này. Cây ổi này. Ổi cái bóng đẹp.
Cây ổi thì báo anh em 10 triệu này. Hoành là 35 này. Cao 90 này. 8m8 này. 10 triệu. Cây tùng Sipaku này, bà cua này. Tùng Sipaku đây là phôi tùng nhá. Tùng Nhật đấy. Làm hơn 10 năm rồi đấy. Cây này báo với anh em là 2 triệu. Đấy, tùng Nhật. Quý vị mua về tạo tác. Cái bông trang vàng. Bông trang vàng, cây này báo anh em là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Sắp sửa giật bật lọc là lên hoa nhé. Hoành 10 này. Cao 1m1 để tàn 60 này. Đa. Đa. Cái đa này. Kiều Huy đây, Sơn Tây. Kiều Huy Sơn Tây. Hoành 40. Cây này báo với anh em là 4 triệu. 4 triệu. Alo ạ. Mà bác ra bác rẽ nên bác rẽ về hướng Sơn Tây ấy. 4 triệu cái gì ạ? Đừng nhựa, đừng nhựa. Bắt đầu bác. Bác hỏi vào bên Pha Tô An đi. Hỏi hẳn bên Pha Tô An đi. Hỏi hẳn hợp tác xã Thăng Long dễ. Bác cứ hỏi vào đây bên Pha Tô An ta chỉ vào tận nơi. Vâng, từ đấy vào đây có 3 cây thôi. Toàn đường nhựa đẹp, bác cứ hỏi đi, bác đánh định vị bên Pha Tô An đi. Bảo taxi người ta chở vào không bác? Cây tường vi này. Này cây tường vi anh em đang báo 5 triệu. Cái chậu này, chậu của Đồng Nai cũ bác Hạnh ở mua 2 triệu này. 5 triệu quý vị ạ. 5 triệu. Đây tùng Sibakua. Không, đây tùng cối. Cây nào bảo thì đúng. Tùng cối. Gấu nhỉ, cây này mà... Cây này anh em đang báo 2 triệu rưỡi. À. Cây này có cái dáng đẹp ha. Hoành là 10. Tán bay là 80. Cao 30. 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cây bàng này. Mùa thu lá vàng rơi. Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Bạt bỏ bớt nha các bạn nha, thông cảm nha mình nha, để cho nó lộ cái thân cho quay cho các bạn rồi. Bạt đi anh, bạt bớt bạt nhiều vào. Các bạn có cái đẹp của em này. Bạt bên này nữa. Đây cả lá bên này, nốt lá bên này. Cây này báo anh em 1 triệu này. Lá cần vặt thì cả vặt. Đấy. Có 1 triệu thôi quý vị ạ. 1 triệu. Báo ship cho anh em. Hoành như này được 20. Cây dưới. Cây dưới giới thiệu với anh em nhiều lần rồi. Bây giờ nghệ nhân này. Nghệ nhân Tuân, à quên. Lông Trang Tuân này. Lông Trang Tuân. Một. Anh ấy đang báo giá cái này là 40 triệu rồi. Anh à? Cao thế nhỉ? Đo anh em cái hoành chỗ này nhá. Vâng. Hoành là 50. Hoành 50. Tán rộng là 1m3. Cao là 1m3. Đang báo là 40 triệu. 40 triệu quý vị ạ. Gấu phết đấy. Đây đẹp. Vâng. Cây thông này. Thông Chí Linh, Hải Dương. Cây này báo với anh em là 1 triệu. 1 triệu quý vị ạ. Nguyệt Quế. Cây này chưa giao lưu được cho nó khỏe lại đã nhé. Me. Cây me này báo anh em là 8 triệu. Hoành là 39, cao 1m2, tàn bay 150, 8 triệu anh em. 8 triệu nha quý vị nhá. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Ừ, vâng, anh Hiệp đoán rất là chuẩn, 15 phút. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nhiều quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage để ủng hộ cho Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long đây ạ.